Vâng, xin chào tất cả các bạn đang coi clip của Quang. Vâng, về cái vấn đề về cái bịt áo kín áo lồng của con chim họa mi thì Quang muốn giải thích với các bạn như sau. Nó tùy thuộc vào các cái giai đoạn của con chim họa mi. Đó. Như một số anh em đã theo dõi cái kênh của Quang và biết đấy, các cái clip Quang trước đây Quang đã làm ấy, thì là nếu như mà mình nuôi chim bổi, chim mộc dở ấy mà nó đứng đứng lồng một chút rồi ấy, mà mình không có thời gian làm quen với nó mà hoặc là phải đi đâu ấy, thì tốt nhất là cái bịt kín áo lồng và tránh sinh ra tật lỗi. Và Quang khẳng định rằng cái bịt kín áo lồng như này này thì khẳng định một điều rằng là chim nó vẫn ăn uống được, riêng con họa mi đấy, riêng con họa mi đấy, mình đã thử nghiệm nuôi nuôi rất là nhiều con rồi. Và thế còn về cái vấn đề hôm nay thì cái clip này nói về cái vấn đề bịt áo lồng của chim thuần. Cái con chim thuần chơi dàn hoặc là chơi hót ở nhà ấy, thì chúng ta lựa làm sao mà chúng ta bịt hay không bịt ấy, mà làm sao chim nó không nhảy được. Ví dụ như bây giờ Quang nói như này này, mình như Quang là Quang nuôi số lượng nó nhiều thì cái cách của Quang là tốt nhất là bịt kín áo lồng vào. Và đấy, ví dụ như thực tế ở đây thì ở trên cái con này là cái con Quang gọi con lông đỏ này, thì Quang để nó trong lúc mà dưỡng ấy, ngoài cái thời gian mà luyện hót buổi sáng này, tắm rửa sạch sẽ này, cho ăn mồi tươi này, xong rồi là đây vừa rồi là giờ này thì hơn 12 giờ rồi. Đấy, thì tắm rửa sạch sẽ thì mình cho nó vào trong này. Đấy, như các bạn thấy đây là cái con lông đỏ của Quang này. Đấy, thì nói thật với các bạn là riêng cái con này ấy, về cái tính cách của nó thì cứ mở áo lồng ra mà nó không nhìn thấy người ấy, thì nó sẽ nhảy, nó tìm người. Và với có người với chủ của nó thì thôi nó không nhảy nữa, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn cứ nhảy lên vanh, nó ngó nghiêng xung quanh. Đây là do tính cách con chim. Thì với cái con chim này của mình ấy thì mình có một cái biện pháp tốt nhất, đấy là mình bịt áo lồng vào thì nó sẽ không nhảy lên vanh nữa. Bởi vì với anh em đã đi chơi dàn và chim đi thi thì rất là rõ đấy, là gì, cái chim mà nó hay nhảy lên vanh nó thành thói quen. Đấy, thì như với cái con chim này của mình thì mình cứ bịt kín áo lồng mà mình dưỡng ở trong này và nó vẫn ăn uống được và thậm chí nó còn hót cơ. Đấy, thì đấy thì cái lúc dưỡng của nó thế, và đến tối thì mình treo nó lên cái bọc này cho nó đi ngủ ở trên này. Đấy. Và thế còn với cái con chim mà mộc dở mà nó gần chim thuần. Ở đây ví dụ như cái con chim này của Quang thì nó cũng tương đối thuần mà nó gọi là mộc dở được, thì nó cũng chưa phải là con chim dàn cứng và mới gọi là chơi biên tốt thôi. Đây thì buổi trưa đến thì mình ưu tiên là mình ngồi kè cạnh con mái này để mình làm quen với nó, đấy, để cho nó thuần hơn. Đấy, thế thì đây là cái dòng chim mà nó cũng tương đối thuần, thì mình để cái con mái bên cạnh như này và mình làm quen, lúc nào mà cần hỗ trợ cho nhìn thấy mái thì mình sẽ cho nhìn. Đấy, thế còn thực tế ra thì không phải là lúc nào cũng kè kè mái như này, đây là cái con mái để hỗ trợ mình thôi. Đấy, thì cái con mái kia thì nó dích 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 thì nó làm con chim tự tin hơn, thì mình có thể sát sát vào cái lồng của nó hơn. Đấy, chẳng hạn nó như thế. Đấy, thì mình tranh thủ tí buổi trưa thì mình ngồi mình làm quen với nó luôn. Đấy, thì cũng là chim vừa ấy tắm rửa luyện hót và tắm rửa buổi trưa xong rồi mang lên đây. Đấy, đấy là cái việc bịt áo lồng nó như thế. Đấy, thế còn thực tế ra thì đây là mình hôm nay là mình sẽ quay cái clip mình hướng dẫn cho các bạn. Đấy, thì với cái con này thì đấy là mình làm quen, nếu mà bình thường không có thời gian làm quen thì mình lại cất kỹ nó vào trong phòng. Đấy, ở trên này thì mình như Quang thì nuôi được có hai con để dưỡng đây thôi. Đây, ví dụ như cái con này thì nó là con chim đã chơi dàn cứng của mình rồi. Vừa rồi đi thi văn quán 320 lồng thì nó vào đến vòng 5 là số báo danh 71. Đấy, nhưng mà nó cũng chưa thuần hẳn. Thì mình cũng thỉnh thoảng buổi trưa thì mình ngồi mình làm quen với nó cho nó thuần hẳn với người. Đấy, thì đây ví dụ như mình về cái tính cách con chim này
thì mình giải thích với các bạn như sau. Riêng về tính cách con chim này thì mình biết mở lồng ra thì nó không nhảy. Đấy. Ví dụ như bạn nào mà có nuôi cái con họa mi mà thuần ấy, của các bạn mà các bạn chỉ nuôi một mình nó một chỗ thôi ấy, mà mở áo lồng nó không nhảy thì các bạn có thể mở áo lồng ra cũng được. Đấy, nhưng mà theo Quang thì cách tốt nhất ấy, thì mình muốn nó an toàn nhất ấy, thì mình nên bịt áo lồng vào. Thế còn các bạn mà gần gũi được với chim mà mở áo lồng ra để chim nó thuần với người hơn thì mình cứ mở áo lồng ra thôi. Thì cái về tính cách con chim ấy thì mình phải điều chỉnh theo cái kiểu của mình. Đấy, thế còn một số anh em là nuôi thì theo cái clip hướng dẫn của mình ấy thì mình phải điều chỉnh xem con chim của mình nó ở cái tầm như nào để mình điều chỉnh. Đấy, ví dụ như cái con này ấy thì thỉnh thoảng mình buổi trưa đến mình lên đây mình ăn trưa rồi mình ngồi mình làm quen với nó ấy, thì mình cũng không cần mái, mình cứ mở hết ra này thôi. Đấy, thì với cái con này ấy, thì nó không nhảy, nó chỉ đứng im một chỗ thôi. Đấy, thì mình mở hết ra cũng được. Đấy, thế còn thực tế ra thì lúc mà Quang không có thời gian ấy, thì hầu như là Quang bịt kín hết áo lồng, mỗi con một chỗ. Đấy, và cái buổi mang đi dàn chơi thì mình mang đi thôi. Đấy, thực tế ra thì mình đã thử nghiệm nuôi rất là nhiều con, hiện tại bây giờ mình đang nuôi tất tổng cộng là 8 con và nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện là bịt áo lồng, không ảnh hưởng đến cái chuyện ăn uống của nó cả. Và mình để ý rồi, khi mà mình mở áo lồng ra không may nó nhảy ấy, thì nó thành cái thói quen. Đấy, và vừa khi mà chim nó phải hoạt động nhiều thì nó sẽ ăn nhiều, tốn cám, tốn mồi tươi. Đấy, với cái cách nuôi của mình nó ăn rất là ít và nó vẫn đủ thoải mái cái sức hót ở trên giàn. Một số anh em hay đến nhà Quang thì biết đấy, cái chim này Quang treo ở giàn ấy, sức hót của nó lên đến 2 tiếng rưỡi. Đấy, thực tế ra thì nó đúng ra là thừa tiêu chuẩn đi thi thì hay bị bắt lỗi bám vanh, rồi thì bắt lỗi bỏ hót 15 giây ở những cái phút cuối vòng lúc ao, nó rất là khó. Nó may mắn mà được ở những con nó biệt biệt đấy thì sẽ có giải. Vì mình ấy, nói đúng ra là mấy cái con chim này của mình ấy thì nó không chưa phải là con chim giàn giáo cứng, nó cũng chỉ là mới một mùa mới hai mùa mới có tuổi giàn, nó mới được một thời gian thôi, đâm ra là đi thi thì nó đúng ra là nó chưa có giải. Đấy, như cái con này thì được 14 tháng lồng này. Đấy, thì vừa rồi 320 lồng thì nó bị dồn lồng nhiều quá thì nó hoảng, nó bỏ hót 15 giây. Có 15 giây ở vòng 5 thôi nha các bạn nhé. Đấy, thì với cái tính cách của con chim này ấy, thì mình lại mở ra thoải mái. Vì mở ra thì nó cũng không hót và nó rất ít khi nó nhảy. Đấy, đây là có cái con mái bên cạnh nha, chứ còn bình thường ấy, và cái con này mình một mình nó ở đây với mình ấy, không có mái thì nó cứ đứng im một chỗ, nó nằm im một chỗ thôi. Lúc nào nó đói thì nó ra nó ăn thôi. Đấy, thì cái này thì các bạn nuôi, nếu như bạn nào mà nuôi có một con chim để ấp ủ để đi thi ở nhà ấy, thì các bạn mở ra thoải mái, miễn làm sao chim nó đừng nhảy, nó đừng ảnh hưởng đến cái việc nhảy của con chim là được. Vì cái con họa mi nó nhảy nhiều nó thành cái thói quen. Đấy, và thì để trả lời về cái vấn đề về bịt áo lồng nó là như thế. Đấy, thế còn đây là mình có thời gian nhé, bây giờ mình có thời gian thì mình với nó ấy, thì mình sẽ mở ra như này để nó thuần với người hơn, rồi thì nó cũng tiện lợi hơn, đương nhiên là mở ra thì nó sẽ tiện lợi hơn trong cái việc ăn uống của nó. Đấy, thế nhưng mà Quang khẳng định với các bạn rằng là bịt kín áo lồng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống, mà thậm chí là chim nó còn dưỡng được sức để mà nó lên lửa cơ. Đấy, thế còn đương nhiên thì chúng ta cũng đừng có bịt nhiều quá. Ví dụ như cái thời gian của chim, mấy cái con chim này của Quang ấy, thì gần như buổi sáng hay là cứ thỉnh thoảng lại được treo ra luyện hót, và đến gần đến trưa thì được tắm rửa sạch sẽ như thế này. Đấy, và đến tầm độ 4 giờ chiều ấy thì là những cái con chim của Quang nuôi ấy, thì lại được cho vào lồng tắm và thay cái giấy một lần nữa. Đấy, thì với cái chế độ Quang nuôi là như thế, lúc nào cái lồng trại nó cũng sạch sẽ thì cái việc bịt kín áo lồng của mình nó không ảnh hưởng đến con chim. Thế còn nhiều bạn ấy là để là chim nuôi nó để bẩn quá, các bạn bịt kín áo lồng thì đương nhiên con chim nó phải ngửi cái mùi phân, mùi cứt của nó thì nó rất là yếu chim. Đấy, nó gần như các bạn ngủ trong phòng mà lại ngay cạnh phòng vệ sinh mà bẩn thỉu thì đương nhiên là sẽ rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy, thì cái vấn đề là bịt áo lồng của chim đối với Quang là như thế. Đấy, thế còn Quang nuôi thì nó nhiều, đâm ra là cái cách tốt nhất của Quang ấy thì là cứ mỗi con bịt kín một góc. Đấy, thế còn hôm nào buổi trưa mà rỗi thì có thời gian thì làm quen với từng con một. Đấy, nó là như thế. Đấy, như các bạn thấy là ở đây là buổi trưa là 3 con này. Đấy, và ở trên sân thượng là 3 con là 6 này, với cả 2 con dưới tầng 1, một con trong nhà vệ sinh và con ở ngoài phòng nữa là 8 con. Đấy,
nhiều bạn đến nhà Quang thì thường xuyên thì biết đấy, và Quang nuôi với chế độ bịt kín hết áo lồng đấy. Và thế còn anh em mà nuôi họa mi ấy, thì phải lựa xem cái tính cách của con chim của mình nó thích như nào đấy. Có những người người ta nuôi, ví dụ như Quang biết có một bác ở câu bộ, thì bác ấy, ở nhà bác mở áo lồng thoải mái, chim nó cũng chả hót mà nó cũng chả nhảy đấy, nhưng mà cứ mang đi ra giàn thì là nó lại chơi đấy. Thì đấy là do cái cách điều chim của mỗi người đấy. Còn như Quang thì nói thật với các bạn là nuôi số lượng nó nhiều thì mở ra thì không thể theo dõi được chim nó nhảy không nhảy, thì cái cách của Quang là tốt nhất là Quang bịt kín hết áo lồng đấy, nó là như thế. Và thế còn cái về một số các cái giai đoạn mà các bạn nuôi họa mi ấy, thì các bạn phải tìm hiểu các cái clip trước đây Quang đã quay và hướng dẫn về các cái clip từng bước nuôi con chim bổi cho đến lúc treo luyện hót như nào, rồi treo được ra nó hót rồi mang đi ra biên chỗ lạ treo, rồi mang ra biên rồi đưa vào giàn, thì Quang làm gần như là hết các cái clip hướng dẫn đấy. Thế còn cái vấn đề hôm nay cái clip này thì Quang nói về cái vấn đề bịt áo lồng nó là như thế. Vâng, thì mong rằng qua cái clip này thì mọi người sẽ hiểu hơn đấy. Vì là đấy ví dụ như tính cách con chim này các bạn thấy này, đấy cứ mở ra này thì nó cứ đứng im này thôi đấy. Nhưng mà cái con lông đỏ mà Quang để ở trong nhà vệ sinh kia ấy, mà cứ mở ra này thì một lúc sau nó lại nhảy lên vanh nó ngó nghiêng đấy. Thì nó nhảy như thế thì đương nhiên nó sẽ mất sức và nó sẽ thành cái lỗi đấy, không may lại thành lỗi. Ví dụ nhất là buổi chiều tối hoảng nó nhảy lên, nhảy nhiều quá nó mải đấu chim, vì nhà mình nuôi nhiều, không may một con nó cất lên tiếng hót ấy, nó mải nó không, nó nhảy lên nó tìm chim, nó đấu, nó nhảy nhiều quá thì nó cũng sinh ra lỗi thôi. Đấy, thì cái cách của Quang là Quang cứ bịt kín hết áo lồng, và Quang phát hiện ra là bịt kín áo lồng mà chim nó vẫn ăn uống được. Từ cái con chim xòe đấy, cái con chim xòe Quang nuôi hướng dẫn ở trên sân thượng đấy, đấy thì các bạn thấy. Và đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang nhé. Thì mình nuôi ấy, thì mình lựa xem con chim của mình như nào đấy. Ví dụ như là đương nhiên là các bạn nuôi một con nó không phải đấu đá với con nào, mà lúc nào nó cũng đứng im như này này, nó không hót. Và đấy ví dụ như thế thì các bạn có thể mở áo lồng ra như này đấy, hoặc mở hết ra thì tùy các bạn điều chỉnh xem con chim của bạn, miễn sao nó không nhảy là được đấy. Và miễn làm sao mà nó vẫn cứ ăn uống điều độ bình thường, nó lên lửa đều đây. Và cái cám chim mình đây, và phân chim đây. Và thế các bạn theo dõi các cái clip của Quang ấy, thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì cũng lên đăng ký, để lúc nào Quang đăng lên cái clip nào thì nó sẽ hiện lên là xem được. Cái thứ hai là các bạn lên bấm vào cái nút like đấy. Nếu mà bạn nào mà các bác các chú mà lớn tuổi mà không biết đăng ký ấy, thì các bác các chú cứ bấm vào cái ngón tay mà chỉ lên đấy là nút like đấy, thì mình bấm vào đấy thì lúc nào mà cái clip của Quang đăng một cái là nó sẽ hiện lên, mình dễ xem hơn. Chứ còn nếu như các bác các chú mà không bấm vào like thì phải đi tìm các cái clip thì nó rất là khó. Và cuối clip thì xin chúc tất cả mọi người có sức khỏe, và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Quang.